Xin chào các bạn, mình là C-Zero và mình là người đầu tiên được xem cái first look của bộ phim Gái Ảnh Chiêu Năm. Và theo như cái cảm nhận của mình sau khi mình đã xem cái first look này thì bối cảnh ở Huế là một con ngựa chiếm sóng là điều đầu tiên. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể chú ý được hai cái con ngựa mình được cưỡi ngay ở cổ động Huế nữa. Và đó là một cái gì đó mà rất nhiều rất nọ. Đó là một cái phiên bản hoàn toàn khác Gái Ảnh Chiêu so với những cái phần đã xem trước đây. Và những cái bối cảnh từ hình ảnh rồi tất cả những cái vật dụng gì cho con nhì dầu là một lần nữa xuất hiện, và đó đã khiến mình thật sự đứng ngồi không yên. Khi mà mình đã chú ý được một cái nhân vật mà đã nói tôi là một phượng hoàng thì cảm thấy rất là bất ngờ, cực kỳ bất ngờ, đến nỗi là mình sẽ quét đi coi cái phim này ngay lập tức. Nên mình cũng đang rất là mong chờ là bộ phim sẽ được ra mắt trong thời gian sớm nhất. Khương Lê là một trong những nhân tố mới của Gái Ảnh Chiêu phần 5 bên cạnh KD Nguyễn. Thật ra mà nói về Khương Lê có thể nói là xoái ca. Nếu mà các chị em mà đánh giá về Khương Lê đúng chuẩn một xoái ca luôn. Cái thần thái của Khương Lê là phải gọi là rất là ok. Thật ra là Lê Khanh nó khác ở với cái phần này á, thì là một cái diện mạo hoàn toàn mới, là cái mái tóc dài hồi xưa đây là đã cạn đi nhưng vẫn ngầu hơn rất là nhiều so với các phần trước.